A à, Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải nghe về Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán project Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu bài học đó là Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng Để đo độ dài chúng ta cùng dùng đơn vị nào Và để đo khối lượng chúng ta dùng những đơn vị nào Chúng ta cùng đi luyện tập các bài tập ở trong bài học này nhé đầu tiên đó là bài tập số 1 a à, viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau ở đây là bảng đơn vị đo độ dài người ta lấy như sau lấy mét đơn vị đo là mét là mốc ở đây trên đây là những đơn vị đo lớn hơn mét đây là ở bên tay phải là những đơn vị đo bé hơn mét và yêu cầu hàng đầu tiên ở đây là viết ký hiệu ký hiệu đây là mét tiếp theo đơn vị đây là đề cm và ký hiệu là như thế này và lớn hơn nó là đề km và quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau như vậy chúng ta sẽ còn hàng thứ nhất là hàng ký hiệu cần phải điền vào sau khi đã xác định được ký hiệu chúng ta sẽ điền được quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau vậy để điền được ký hiệu ở đây chúng ta sẽ nhớ theo thứ tự, đây đang viết từ lớn xuống đến bé vậy cô giáo nhậm nhé km là đầu tiên đúng nào viết từ lớn đến bé vậy đây đầu tiên là km. tiếp theo là đến -tô mét tiếp theo là ca mét đúng người ta đã viết rồi sau ca mét là mét sau mét là decimet -si decimet -si rồi đến cm. và cuối cùng là mm. các em cần phải nhớ theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc là từ lớn đến bé để có thể nhớ cũng như là đổi được mối quan hệ giữa các đơn vị đo Được thế nào? Ở đây người ta yêu cầu là làm quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau thôi để chúng ta làm như sau Ở đây 1m, mét, mét thì liền với đề km liền với đề cm người ta đổi như sau một m thì bằng 10 lần đề cm và 1m thì bằng 0,1 đề mét Vậy các em nhìn này ló gấp nó gấp 10 lần đơn vị đứng sau liền kế nó. Đấy chưa nào? Nhưng bằng 1 phần 10 lần đơn vị đứng trước nó. 1 phần 10 chính là 0,1. Vậy tương tự chúng ta sẽ làm như sau. 1 đề ca mét này thì cô ta sẽ viết ở đây là bằng. Cô viết luôn nhé. Gấp 10 lần đơn vị đứng sau là gấp 10 mét. Vậy đây là bằng 1 đề ca mét bằng 10 mét. Gấp 1 phần 10 nghĩa là 0,1 đơn vị đứng trước nó hectomet làm tương tự hectomet thì gấp 10 lần đơn vị đứng sau nó là đề ca mét được chưa nào và gấp 0,1 lần đơn vị đứng trước nó 0,1 km tiếp theo 1 km thì lại bằng 10 lần đơn vị đứng sau nó 10 lần hectomet và đây là cọc rồi không còn viết đơn vị ảnh trước nữa vậy đây cô chỉ viết là bằng 10 lần hectomet tiếp theo sang đến những đơn vị nhỏ hơn mét là decimet decimet thì trước đứng trước cm đơn vị đo lớn hơn so với cm đúng nào vậy một decimet thì chính là bằng 10 cm đứng liền kề bên tay trái là mét vậy thì sẽ bằng 0,1 mét tương tự cm 1 cm thì gấp 10 lần đơn vị đứng đằng sau là bằng 10 mm và bằng 0,1 lần đơn vị đứng đằng trước hay là 1/10 đấy. Thì cô viết là 0,1 dm. mm thì chỉ liền kề với cm. Vậy 1 mm thì sẽ bằng 0,1 cm. Vậy qua ý A chúng ta cùng nhớ các đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé hoặc là từ bé đến lớn cũng như là đổi được mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau, chúng ta có thể nói là hai đơn vị đo liền nhau thì hơn kém nhau 10 đúng không nào? Hơn kém nhau 10 lần. Gấp 10 lần đúng không nào? Sang đến ý B, viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. À ở đây còn lớn hơn kg, kg và bé hơn kg lấy kg làm chuẩn thì ở đây có kg hectogam dkgam gam tấn tạ yến như vậy ở đây ký hiệu người ta đã cho chúng ta biết rồi và người ta đang viết theo thứ tự giảm dần đúng không nào tấn rồi đến tạ rồi đến yến rồi đến kg hectogam dkgam và gam 1 kg bằng 10 hectogram và bằng 0,1 yến À hình như có sự tương tự như đối với Ở bảng đơn vị đo độ dài Đó là hai đơn vị liền kế nhau Hay là hai đơn vị đo liền nhau Thì sẽ hơn kém nhau 10 lần Đúng không nào? Cụ thể đơn vị đứng trước thì gấp đơn vị đứng sau 10 lần Nhưng thì lại bằng 1 phần 10 của đơn vị đứng trước nó Đúng chưa? Vậy tương tự chúng ta sẽ có 1 yến thì bằng 10 kg và bằng 0,1 tạ. Tương tự 1 tạ thì bằng 10 yến và bằng 0,1 tấn. Tiếp theo 1 tấn thì bằng 10 tạ. Và chỉ có gần tạ thôi nên chúng ta chỉ cần biết một quan hệ này. Tiếp theo sang đến những đơn vị bé hơn kg là hectogram hectogram liền với decagam viết trước vậy thì một hectogram chính là bằng 10 decagam. một hectogram đứng đằng sau kg vậy bằng 0,1 kg một decagam thì bằng 10 g một decagam thì lại bằng 0,1 hectogram một gam thì bằng 0,1 hect Decagam, cô xin lỗi nhé decagam. Và như vậy chúng ta cũng nhận thấy mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau của đơn vị đo khối lượng cũng là hơn kém nhau 10 lần. Và từ hai bảng này, chúng ta cũng sẽ trả lời được câu hỏi C. Trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp tiếp liền. <laughs> chúng ta nhớ ở đây cái chữ là tiếp liền nghĩa là liền nhau ấy thì chúng ta nhận thấy đơn vị lớn thì gấp 10 lần đơn vị bé đúng không nào một yến thì bằng 10 lần kg đấy một kg bằng 10 lần hg. đơn vị bé thì bằng 1 phần 10 đơn vị lớn hơn liên tiếp đúng không nào đơn vị bé thì bằng 1 phần 10 thế còn đơn vị bé thì bằng 10 lần được chưa nào sang đến bài tập số 2 Viết theo mẫu A 1 m bằng 10 dm bằng chấm 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 cm bằng chấm 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 mm tương tự ở dưới cũng vậy điền vào các chỗ chấm 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 ý B là 1 m thì bằng 1 phần 10 dkm và bằng 0,1 dkm tương tự đối với 3 phần ở dưới thì cô giáo đã chép lại đề ra đây và chúng ta sẽ đi hoàn thành 1 m bằng 10 dm bằng chấm 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 cm thế thì bằng bao nhiêu cm đây để làm được thì chúng ta phải nhớ như sau để đổi được chính xác đơn vị đo thì chúng ta cần nhớ thứ tự ở đây như sau đầu tiên chúng ta sẽ viết đơn vị đo ra nháp km rồi đến hectomet rồi đến decamét, mét decimet -si cm mm khi các em đã viết đúng thứ tự rồi thì việc đổi rất là đơn giản như sau 1 mét đang đổi ra dm là bằng 10 dm Vậy đổi ra cm chúng ta nhìn nhé Cách nhau liền kề ở đây thì là gấp 10 Tiếp theo một lần nữa là gấp 10 lần nữa Vậy là gấp 1, 100 đúng không nào Vậy đây ta sẽ đổi là 100 cm Tiếp theo đến mm cách này 10 nhân 10 là 100 nhân 10 là 1000 Vậy điền đây là bằng 1000 Vậy khi các em mà không nhớ được thì chúng ta chỉ cần vẽ được cái đơn vị đo độ dài như thế này thì chúng ta sẽ nhận được. Tiếp theo là một km này. km thì bằng 10 hectomet, 100 một 1000 m. Đúng chưa nào? Tiếp theo đến kg với gam là đơn vị đo khối lượng, chúng ta lại phải viết đơn vị đo khối lượng là tấn tạ yến kg hectogram đề ca gram và gam Vậy thì 1 kg bằng bao nhiêu gam chúng ta lại xem như sau kg gấp 10 lần hectogram Vậy thì gấp bao nhiêu lần đề lại từ hectogram lại gấp 10 lần nữa vậy là gấp 10 gấp 10 là gấp 100 lại gấp 10 tiếp theo nữa là gấp 1.000 vậy 1 kg là bằng 1.000 gam 1 tấn bằng bao nhiêu kg chúng ta lại đếm tấn 10 gấp 10 lần nữa là 100 gấp 10 lần nữa là 1.000 và như vậy chúng ta đã điền được một tấn thì bằng 1.000 kg như vậy các em thấy đấy nếu chúng ta không nhớ được ngay thì khi chỉ cần nhớ đơn vị đo độ dài viết đúng thứ tự chúng ta hoàn toàn có thể đổi được sang đến phần B 1 m bằng 1 phần 10 dkm và bằng 0,1 dkm ở phần B là đổi từ đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn. Đề ca mét với mét ngay liền kề. Thế thì đơn vị lớn hơn. Thì cái đơn vị liền kề sau nó sẽ bằng 1 phần 10 của đơn vị lớn hơn trước nó. 1 mét thì bằng 1 phần 10 đề ca mét. Thì bằng 0,1 đề ca mét viết dưới dạng phân số hoặc viết dưới dạng số thập phân. Tương tự đến 1 mét thì bằng bao nhiêu km nào? 1 phần 10 đúng không nào? lại tiếp tục tăng thêm 1 phần 10 nữa là 1 một phần 100. Một 1 một phần 100 một lại tiếp tục tăng thêm 10 nữa là 1 một phần 1.000. Một Đúng không nào? 1 phần 10 nhân với 1 phần 10 nhân với 1 phần 10 sẽ ra là bằng 1 một phần 1.000. Một 1 một phần 1.000 nghìn nghĩa là chữ số 1 ở hàng phần nghìn ở đây chỉ có chữ số 1 thôi ở đây điền hàng phần nghìn hàng phần trăm hàng phần 10 hàng phần 10 là hết rồi đánh dấu phải điền số 0 ở đây là 0,001 km tiếp theo là 1 gam thì bằng bao nhiêu kg gam ở đây cách này 1 phần 10 nhân 1 phần 10 là 1 một phần 100 một 1 một phần 100 một lại tiếp tục nhân 10 là 1 một phần 1000 một vậy đây chúng ta điền được bằng 1 một phần 1000 một kg và tương tự chia như vậy chúng ta cũng ra 0,01 kg 1 kg thì bằng bao nhiêu tấn? Chúng ta lại phân tích tiếp. Ở đây tấn gấp 10, gấp 100, gấp 1000. Như vậy thì 1 kg thì phải bằng 1 phần 1000 tấn. Vậy đây viên là bằng 0,001. Trên đây là chúng ta đã cùng luyện tập cách đổi đơn vị đo Cụ thể là đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé Thì chúng ta nhân lên gấp 10 lần Đúng không nào? Thế còn đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn Thì chúng ta thấy đơn vị bé bằng 1 phần 10 đơn vị lớn Thế chưa nào? Sang đến bài tập số 3 Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu A nhỏ

27 km như thế này. Tương tự sang đến 2063 m thì chính bằng 2000 m, 2000 m thì chính bằng 2 km cộng với 63 m nữa, đúng không nào? Vậy thì 2 km 63 m. Vậy đây Tiếp theo chúng ta sẽ đổi ra km đó là bằng 2 là phần nguyên rồi. Đổi 63 m này thì chính là 63 phần 1 đúng nào, 63 phần 1.000 ở đây chính là 2,063 km. Tiếp theo, 702 m bằng bao nhiêu km? Nhìn thấy thì chúng ta nhận thấy là 1.000 m thì mới bằng 1 km nhưng ở đây chưa có đến 1.000 đúng nào. Hay chúng ta lấy 702 chia cho 1.000 thì sẽ được ở đây là 0 km và được 702 m và vẫn là 702 phần 1000 thì sẽ ra viết là 0,702 km. San đến ý B 34 dm bằng bao nhiêu mét và bằng bao nhiêu dm thì chúng ta cùng nhớ để đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn thì ta sẽ đem chia cho 10 đúng không nào? decimet và mét là hai đơn vị liền kế nhau mà. Vậy lấy 34 mà chia cho 10 chúng ta sẽ nhận thấy là được 3 và như vậy là được 3 m và còn dư 4 dm nữa. Vậy viết là 3 m và 4 dm bằng 3 m thì vẫn nguyên là 3 m. 4 dm muốn đổi tiếp ra mét ta lại viết là 4/10 mà 4/10 thì chính là 0,4. Vậy đây chính là bằng 3,4 m được chưa nhỉ? Tiếp theo sang đến 786 cm bằng bao nhiêu mét và bao nhiêu cm. Chúng ta cùng nhớ đổi đơn vị đo từ cm đến mét. Mét rồi đến dm rồi đến cm. Như vậy mét thì gấp cm là 100 lần. Vậy muốn đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn thì ta phải đem chia cho 100 lấy 786 mà chia cho 100 thì chúng ta nhận thấy sẽ được số ở đây là 7 và còn dư 86 cm nữa, nghĩa là ở đây được 87 m và còn 86 cm. Vậy chúng ta điền được hai chấm này rồi. Viết dưới dạng số thập phân, 7 m thì là phần nguyên rồi, 86 cm chúng ta đổi thành 86 phần 100. 86 phần trăm chính là bằng ở đây 0,86 đúng không nào? Đây là bằng 7,86 m. 7 m cộng với 0,86 m thì bằng 7,86 m. Tiếp theo đang đến 408 cm bằng đem chia cho 100 để đổi ra mét, 408 cm chia cho 100 thì được 4 m, dư 8 cm, 8 cm thì phải viết là 8 phần 100 để đổi ra mét đúng không nào? Đây là bằng, đổi 8cm là bằng 8 phần 100m. 8 phần 100 thì hiểu là bằng 0,08. 4 cộng với 0,08 thì chính là bằng 4,08m. Sang đến ý C. 6258g bằng 6kg. 258g và bằng 6,258kg. Ở đây Đổi gam ra kg Đúng chưa nào Muốn đổi từ đơn vị bé Sang đơn vị lớn Ta phải đem chia cho 1.000 Cô xin lỗi nhé Ở đây gam và kg Nó hơn kém nhau 1.000 lần thì chúng ta đem chia cho 1.000 Thế còn các đơn vị hơn kém nhau bao nhiêu Thì tùy vào từng đơn vị Chúng ta chia Ở đây từ gam ra kg Chúng ta quan sát lên bảng đơn vị Đo khối lượng Gam đây này, xem kg gấp bao nhiêu lần gam nhé. 1, ở đây là 10, nhân thêm 10 nữa là 100, nhân thêm 10 nữa là 1.000. Như vậy là hơn kém nhau 1.000 lần. Và đổi từ bé ra lớn thì phải đem chia cho 1.000, đúng không nào? Nên là lấy 6.285 chia cho, cô xin lỗi 6.258 chia cho,

kg đổi ra ở đây vẫn còn dư 65 g nữa và đến đây viết là bằng 2,065 kg tiếp theo là 8047 kg đổi ra tấn chúng ta lại quan sát kg ở đây 1 phần 10 với 1 phần 10 nữa là 1 phần 100 1 phần 10 nữa là 1 phần 1000 vậy đổi từ kg ra tấn là bé ra lớn phải chia cho 1 nghìn 8 047 chia cho 1 000 thì được 8 ở đây là 8 tấn này và còn dư 047 kg nghĩa là dư 47 kg đổi ra tấn vậy đây sẽ bằng 8 tấn thì vẫn viết là 8 phải 47 kg thì bằng 47 phần nghìn 47 phần nghìn thì chúng ta sẽ viết được bằng 047 như thế này như thế nào đơn vị là tấn vậy ở bài tập số 3 này chúng ta cũng đã thực hiện là cùng đi đổi các đơn vị đo đúng nào thì các em cần phải nắm được bảng đơn vị đo thì chúng ta mới đổi chính xác được cũng như là nhận được các kết quả một cách chính xác đúng nào vậy thì về nhà các em sẽ xem lại các mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng cũng như là thực hành luyện tập một số cái bài tập ở trong phần ôn tập này để chúng ta có thể ghi nhớ kiến thức tốt hơn nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.